Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. Hôm nay là ngày chủ nhật ngày 28 tháng 1 và em sẽ có một cái video siêu sale khuyến mãi dành cho hôm nay gửi đến anh chị chú bác mình một số các sản phẩm túi ví đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để dưới góc phải màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những sản phẩm trong video này anh chị nha. Em xin nhắc lại là shop em thì không có ship code anh chị ha. Em nhận chuyển khoản 100% đi đơn. Và ngày hôm nay em có những cái sản phẩm giá siêu rẻ này. Rồi sau đó sáng mai thì em sẽ bắt đầu đi đơn anh chị nha. Và ngày mai khui tiếp những cái đợt hàng mới cho tuần sau. Hết tuần sau thì là mình bắt đầu nghỉ Tết luôn anh chị ha. Em có một cái ví này của nam. Thật ra nam nữ đều xài được hết. Trên đây người ta ghi chữ là Elephant Genuine Leather. Em thường hay thấy người ta hay báo cái này là da vôi á anh chị. Nhưng mà cái này em chỉ báo là da thật dập vân vôi thôi nha. Da nó mỏng thôi, không có dày. Và rất là mới nha. Cái màu của nó là màu như màu kiểu màu vàng nghệ đậm á. Rất là xịn. Đó, da bò nha anh chị, da bò dập vân vôi. Bên trong có hai ngăn đựng tiền nè, một ngăn khóa kéo, một ngăn không kéo. Rồi ngoài đây thì có nhiều ngăn để mình đựng thẻ nha, có chứng nhận da thật đây. Cái ví này rất là đẹp. Độ mới cao và cái vân vôi nhìn nó cũng xinh lắm. Size ngang là 11 nhân với lại 9 cm. Cái này đang bán 520.000 và em khuyến mãi nhanh cho anh chị với giá là 420.000. Đây là cái chương trình khuyến mãi cuối tuần anh chị ha. Những cái hàng này thực ra nó cũng mới về thôi. Rồi, cái này 420 nè. Rồi em bán vào một đợt trong tuần vừa rồi đó thì còn lại bao nhiêu hôm nay em sale nhanh hết. Ngày mai thứ hai thì bắt đầu mới về đợt hàng mới nữa cho tuần sau. Rồi xong mình nghỉ Tết luôn. Mã E1 giùm em giá 420. Em có một cái ví của Burberry nè, ví này là ví móc khóa nha anh chị, có độ cũ ha. Cái này em chưa có lau chùi á. Chưa có lau chùi và có độ cũ luôn chứ không mới. Người ta xài người ta có ghi chữ lên trên này. Đó. Có ghi chữ luôn và cũng có cũ nha. Mình lau chùi thì nó bóng lên chút xíu thôi chứ nó cũng không có hết độ cũ được. Rồi chỗ cái này nó bị gớt một cái nè. Rồi ghi chữ Burberry of London ha, bằng da dạng ví móc khóa đó. Cái này em bán nhanh cho mình với giá là 290 nha anh chị. Ví móc khóa nhỏ 290.000, mã E2 290, mã E2 giùm em ha. E2 giá 290. Rồi tiếp tục, em có một số cái ví đầu video trước đi. E2. Đây. Một cái ví da bò mọc, nó có độ cũ nha. Này chị nào anh nào mà thích đồ mộc mạc thì mình mới lấy cái này. Cũ nhiều nha anh chị, đó nó như hình ha. Của thương hiệu Paul Smith nè. Hiệu này cũng lớn lắm nhưng mà mấy cái ví của hiệu này về tới tay mình không có cái nào mà nó mới hết anh chị ơi. Em để ý nha, không có cái nào của Paul Smith mà về tới tay mình mà nó mới hết trơn. Người ta xài cũng rất là nhiều. Nó là dạng da miếng da mọc luôn nha anh chị, rất là dày. Bên trong thì người ta lót vải ha, có nhiều ngăn dữ lắm luôn. Đó, dày nhưng mà cũ. Cũ nhưng mà không có rách lỗi nha, cũ thôi. Rồi, size ngang của nó sẽ được ở là 19 nè, nhân với lại 8.5. Cái này em bán cho mình 180 nha, mã E3. E3 180, mã E3 giùm em ha. 180.000 mã E3. Chưa, để em chỉnh cho nó tiện một chút rồi. Rồi. E3 nha anh chị, 180. Của Paul Smith, hàng hiệu. Rồi cái ví này em còn nè, bằng da bò. Da bò này màu đỏ của nữ nha, dạng đựng thẻ luôn. Nhỏ gọn đựng thẻ nha anh chị. Đó, khoảng 82-85%. Bên trong lót vải như vậy, made in China. Rồi sale cái này cho anh chị 100.000. Kích thước đo chưa ta? Kích thước đó là ngang là được 12 nhân với lại 8 cm. Tiền mình muốn đựng tiền thì mình phải xếp gọn nha anh chị, tiền là phải xếp lại mới vừa nha. Đấy, 100.000 mã E4, giá 100. Còn gì sale đó anh chị ơi, xong đợt nào là hết đợt đó. Hàng này là mới về không anh chị, em mới giới thiệu, kiểu như là hàng về là em giới thiệu qua một lượt hết anh chị. Đợt tuần này anh chị ủng hộ rất là nhiệt tình ha. Hàng về tới đâu hết tới đó thì nó còn một ít như này thôi. Thì em sẽ sale hết trong hôm nay luôn, rất là rẻ. Rồi một cái này là da tổng hợp. Da tổng hợp ví của nữ nha, ví dài nó có bị dính dơ một chút chỗ này. Đựng thì cũng vi vu thôi, bên trong rất là mới nhưng bên ngoài là nó có dính dơ nha. Cái này đang bán 180. Bên trong lót sạch đẹp nha anh chị, đang bán 180, khuyến mãi nhanh cho anh chị 150. Mã của nó sẽ là E5 150. E5 150 nha. Ví dài của nữ. E5 150. Rồi em có một cái ví này của Bacos, ví này cái màu real rất là xinh. Ví này cũng nữ xài luôn anh chị. Nè.
Nam xài cũng được nhưng mà em thấy nó có cái cốp này nó hơi bự nè, với cái màu của nó màu xanh rêu ha, bằng da cũng xinh lắm. Bên trong là có ngăn đựng tiền dài cho mình luôn nha, đựng thẻ, rất là nhiều ngăn đựng thẻ nè. Ngăn này thì người ta làm đựng tiền xu rồi đó, mình không có tiền xu thì thôi mình không có xài tới. Màu của nó là màu xanh rêu đậm, rêu đất á. Size ngang là được 10 nhân với lại 9. Cái này em bán cho mình với giá là 350, mã E6. E6 giá 350 nha. Mã E6 giùm em giá 350. Rồi tiếp tục. Ví này da tổng hợp nha. Ba cos nữa nè. Da tổng hợp màu kem, độ mới cao, nhìn như da bò hạt ha nhưng mà nó là da tổng hợp nha anh chị. Bên trong là lót vải và lót da. Vải và da như vậy rất là mới như chưa có xài luôn. Ví này của nữ ha, màu kem. Màu trắng kem. Đó. Rồi cái này đang bán là 280, khuyến mãi nhanh cho anh chị với giá là 250. Mã E7 250. E7 250 cho cái ví này. Mã E7. Một cái này. Này này đựng gì ta? Để được cái điện thoại nhỏ nhỏ trong đây ha. Rồi, cái này bằng nhựa phó với dù. Đó, mình mua cho em cháu cũng được, hoặc là mình gắn mình đựng đồ gì thì linh tinh đó anh chị. Nè nó có cái khóa kéo tới đây luôn nè. Đó. Breastbone gì đó. Ngang là được 12 nhân với lại 15, cái này 50 ngàn. Mã của nó là E8, giá 50k. E8 50. Rồi, tiếp tục. Collet nè, collet này là của bản đồ Ý nè. Collet bản đồ Ý nhưng mà nó có cũ nha anh chị, nó không mới nha. Có đồ cũ như hình nha. Không có rách đâu nhưng mà nó cũ rồi. Size 10, size 27 nhân với lại 16. Khoen khóa thì có oxy hóa nè, hàng hiệu này made in Italy. Hiệu này của này mình nhìn vô là mình thấy cái bản đồ Ý này nó rất là độc đáo ha. Đây, made in Italy bên trong, cái lót nó có bị xuống màu luôn. Nói chung cái này có đồ cũ nhiều nha anh chị. Cũ nhiều. Mình mua để đựng giấy tờ đồ này kia giùm em là ok thôi. Cái này đang bán 280 mà sale nhanh cho anh chị 200 luôn. Mã là E9 giá 200. E9 200 ngàn cho cái collet này. Collet của Ý nha. E9 giá 200. Đó. Rồi tiếp tục. Một cái collet này của Pierre Cardin, vải phối với lại da. Cái này nữ xài nha anh chị. Em thấy nữ xài cái này nó hợp. Vải nè, phối với lại da nè. Không có khóa kéo miệng mà nó có bật như vậy nè. Hàng hiệu Mia à không, hàng hiệu Charles Jordan của Pháp ha. Charles Jordan bên trong lót da thật luôn. Rồi. Rất là xịn nha, đẹp lắm nha anh chị nha. Rồi kích thước của nó sẽ được bề ngang là được 25, cao lên là được 18, đang bán 390 và sale cho anh chị 350 luôn. Hôm nay cái nào em cũng sale hết tại vì em còn khoảng 50 cái thôi là nó còn lại trong cái đợt hàng về mới về á, thì em sale nhanh cho hết hàng luôn để ngày mai em đi đơn xong là bắt đầu mình khui hàng mới tiếp và mình bán một tuần nữa là nghỉ Tết tiếp luôn. Rồi cái túi này em còn nè, da tổng hợp rất là mới nha anh chị. Cái này hàng hiệu và cái hiệu này mình cũng có hay gặp lắm, độ mới rất là cao. Cái này mình có cái dây xích vàng, mình lấy cái dây xích mình gắn vô mình đeo chéo ok ha. Đấy, rất là đẹp nha anh chị, chứ không có cũ kỹ, không có xấu gì hết. Form dáng rất là đẹp, mới. Rồi, cái này size ngang của nó sẽ được đó là 20 nè, cao lên là được 22. Cái này đang bán 300 mấy đó, sale cho anh chị 300 ngàn. Mã là E11 300. E11 300 ngàn, cái này là hàng hiệu của Italy nè. 300. Rẻ rề mà mới lắm, cái này rất là mới. Rồi tiếp tục. Em có một cái Hanamori, cái này da bò. Hanamori, nhớ không lầm thì này nó lõi lót. Đúng rồi, cái này mình mua mình lấy phụ kiện giùm em ha, nó lõi lót rồi. Cái sợi dây rất là mới, cái này người ta chưa có xài cái sợi dây luôn. Dây này mình có mấy cái túi xịn xịn á, mình lấy cái sợi dây mình gắn rồi mình đeo nha. Dây rất là xịn. Rồi còn cái lót này mình cắt bỏ mình xài ok. Hanamori mà lót phun sơn thì nó hay lõi lót như vậy nha anh chị. Lưu ý là cái này nó rất là mới như chưa xài nhưng mà do cái chất liệu lót phun sơn nên nó hư thôi. Với cái túi thì rất là mới như vậy. Cái này em bán cho mình với giá là 150 nha. Lưu ý cái này lõi lót nha. Mã E12 lõi lót 150. Về mình lấy cái sợi dây không mình cũng lời anh chị. Sợi dây rất là xịn, vàng như vàng 24 luôn. Lõi lót nha anh chị. Rồi tiếp tục.
Hanamori nữa nè, này lõi lót tiếp nè, này lõi lót nhưng mà nó form, nó là form đeo chéo đơn giản thôi, chất liệu da bò cũng là của thương hiệu Hanamori, lót lõi đó. Lót này mình cạo bỏ cái này hoặc là mình cắt bỏ nó luôn là ok ha. Cái này các cô mình xử lý rất là nhanh đó, nhưng mà vẫn bán giá lõi nha. Cái này em bán cho mình 100 ngàn bằng da bò rất là mới, 100 ngàn nha, cắt chút xíu là mình xài ok. 100k mã E13 giá lõi lót nha anh chị, E13 giá 100k lõi lót giùm em. Rồi tiếp tục, em có một cái túi này da tổng hợp dập vân, này là tổng hợp dập vân đà điểu ha, nó có phối được miếng này với miếng này là da mộc khắc, còn lại là da tổng hợp nha, form sách giùm em. Size của nó sẽ được đó là 22 nhân với lại 16, có khóa kéo miệng nè, bên trong lót dập hiệu nha, giống như Valentino vậy đó. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 150.000, 150 mã E14 giá 150, E14 150 cho cái túi này da tổng hợp nha anh chị, nhưng mà cái kiểu dáng nó xinh lắm, dễ thương lắm. Rồi cái này 100.000, cái này thì hàng sale, cái này đẹp lắm, không có rách lõi gì hết, cái này là dính sợi chỉ thôi đó. Da kỳ nhông kỳ đà ghép phối da bò 100.000, bên trong là lót vải nha, dây tăng chỉnh luôn. Rồi, size ngang của nó sẽ được đó là 28 nè nhân với lại 22, 100k, 100k ha. Chốt giùm em mã là E15, 100.000 E15. Em có một cái combo nè, combo này đẹp, này combo là tại vì nó là cả bộ thôi chứ không phải hàng giỏm nha. Đây này da tổng hợp cao cấp nha, form rất là xinh, hàng hiệu có ba cos giống cái ví hồi nãy nè anh chị. Đây gồm có một cái bút két nè với một cái đeo chéo, nó là một bộ ha, bán bộ luôn đi. Màu hồng xinh lắm, màu hồng nhạt, màu hồng dâu nhạt á. Cái túi này trước đi, đây bên trong lót là lót lót cái mặt sau của da tổng hợp á, cái này da tổng hợp cao cấp hàng hiệu của ba cos nha, hàng có hiệu nha, rút gài như vậy. Rồi mình sẽ sử dụng cái miệng rút như vậy, rồi mình quải lên, mình xách hoặc là mình đeo vai hoặc là mình đeo chéo gì đó, hay mình tăng chỉnh lên. Rất là mới nha anh chị, màu hồng xinh lắm, cao 25, ngang đáy của nó sẽ được đó là 19 nè, rồi ngang miệng của nó khoảng được là 16, 17 nha. Rồi và cái túi đeo chéo nè, túi đeo chéo thì cái độ mới nó cũng tương đương luôn, cái này dạng như hàng trưng bày chưa xài đó, bên trong xịn cỡ này nè. Ở bên trong mình lót vải nha anh chị, dây thì mình có thể tăng đưa bằng cách mình cột thêm cái này. Da tổng hợp nha, size ngang á là 25, cao lên là được 25 luôn. Cái này em bán cho mình combo này với giá là 490.000, mã số của nó sẽ là E16, là hai cái đó anh chị, giá rẻ lắm. E16 490, tại vì mình không nỡ mình tách nó ra, tại lâu lâu mình mới gặp được bộ vậy mà mình tách ra nó uổng ha. Nhiều chị mình thích sưu tầm vậy. 490. Rồi, cái này sale nhanh cho anh chị 200 luôn, cái này đựng dừa A4 nha. Da tổng hợp nhưng mà rất là cao cấp, hàng hiệu của Roberto của Italy. Nhìn sơ tưởng da bò dập vân tâm không mà, nhưng mà nó là da tổng hợp nhưng mà A4 vô tư á. 40 nè, nhân với lại 25, nhân với lại 12, form này form xách tay đeo vai, bên trong lót vải sạch đẹp nha. Trời 200 ngàn cái này là bao lời luôn, 200 E17 nha. E17 200 ngàn, này bán giá xả kho anh chị. Em còn chừng 50 cái túi thôi, để bán cho hết hôm nay, mai em đi đơn. Rồi ngày mốt khui tiếp một ít hàng mới nữa cho tuần sau. Rồi cái này da dập vân cá sấu ha, của bên kia đi anh đi. Cái phần túi thì ok nhưng mà cái phần viền này nó có bị oxy hóa trên này. Có dây nha, mình lấy dây ra mình đeo hoặc là mình đeo cái túi khác ok. Bên trong lót vải nha, hàng hiệu của bên kia đi anh đi. Đó. Độ mới này khoảng có 80-82%, cầm như cái collet như vậy cũng đẹp rồi anh chị. Size ngang của nó sẽ được là 21 nè, nhân với lại 13.5. Cái này em sale cho anh chị với giá là 300 ngàn, cái này đang bán 350 nha. 300 cho cái này. Mã là E18 300. E18 giá 300 ngàn cho cái túi này. Túi này đang sale chỉ có 180 thôi anh chị. Nè, bằng vải đẹp lắm. Bên ngoài nó mới lắm nha anh chị, độ mới rất là cao, cái màu của nó là cái màu kem, cái khoen này còn rất là mới nè. Size ngang đáy là được 21 nè,
ngang miệng 17, cao lên là 19, độ dày là 8 cm. Mình xách tay rất là xinh nha. Xe 180 hàng hiệu của Nhật luôn đó. Rồi, mã của nó sẽ là E19 180. E19 180.000. Không có gì để chê đâu anh chị. Giá rẻ nhưng không phải là hàng dởm đâu. Rồi, cái túi này da xịn lắm nhưng mà nó có độ cũ, độ sờn gốc. Da thì rất là xịn nè. Màu siêu đẹp luôn, màu giống như mấy cái Cartier ha. Nhưng mà cái góc này nó có bị sờn. À, trên đây nó cũng có sờn. Rồi, cầm cái túi lên nó đầm tay cực kỳ. Chị nào thích da xịn thì mình lấy cái này để mình xài hàng ngày vẫn quật ok. Bên trong hàng mắt in răng luôn. Hàng xịn lắm nhưng mà nó có bị dấu vết chút xíu ha. Còn tem gì nữa nè. Đó. Dây thì mình có thể tăng chỉnh thêm chút xíu để mình cho nó dài chút, mình đeo vai này này kia. Cái này kích thước thì nó sẽ là 24 nè, nhân với 17 nhân với lại 6 cm. Mã E20, em sale nhanh cái này cho mình với giá 300. E20 giá 300.000. Mã E20 giùm em, 300. Clutch Dunhill. Dunhill này mắt in răng. Canvas phối với lại da nhưng mà nó có độ cũ ha. Nó cũ nhiều. Rồi bên trong lót vải. Đấy, bên trong lót vải nha, không có rách lõi nhưng mà cũ nha anh chị. Hàng hiệu của Dunhill. Size ngang là được 25 nhân với lại 17. Cái này sale nhanh cho anh chị với giá 180. Mã là E21 108. E21 108. Mã E21 giùm em ha. Một cái túi này màu xanh, form này là form hến nè. Xanh này form hến. Đi làm công sở nha, có độ cũ luôn. Bên trong lót da tổng hợp hàng hiệu của Ý luôn. Đó, nhưng mà nó có độ cũ bên ngoài, có sờn gốc đồ này kia ha. Cái này sale nhanh cho anh chị với giá là 200.000. Size ngang là được 33, cao lên là 23. 200, mã là E22. 200.000 cho cái túi này. E22. Hàng sale này thì nó mức độ xài được thôi nha anh chị, nó không mới ken nha. Yêu cầu mới ken thì phải tiền triệu thì nó mới là siêu phẩm được. Túi đà điểu nè anh chị, đà điểu này màu xanh đen nhưng mà rất tiếc nó lỗi lót rồi. Chị nào có xì ba lại được lấy cái này đi. Bên ngoài nó mới dữ lắm luôn nhưng mà bên trong nó lót lót nó bị dính nè. Nó bị bong à. Dính trắng như vậy nè. Để em xem à. Đây cái lót này anh chị, nó bị bong á, nó bị kiểu khô á, rồi nó bong ra nha. Cái này mình cắt bỏ cái miếng đó đi thì mình xài ok, mình xài cái mặt sau của miếng đà điểu thôi, không có gì để phải lo. Nhưng mà mình mở ra thì hiện tại nó bong hết từ trong ra ngoài vậy ha. Nhưng mà cái miếng đó là người ta kiểu mai thêm vô á, cho nên là mình cắt ra một cái là nó ok hết à. Còn bên ngoài rất là đẹp, cái màu này hiếm gặp lắm nè. Form dáng cũng cực kỳ đẹp luôn. Size ngang đáy là được 30 nè, ngang miệng là 27, cao lên là 20, độ dày là 11 cm. Cái này em bán cho mình với giá là 350.000. Giá lỗi lót nha, đà điểu siêu phẩm nhưng mà lỗi lót. Giá là 350, mã là E24. Giờ cắt bỏ cái lót xong cái xài như cái túi 2-3 triệu luôn. Cái này rất là đẹp nhưng mà tiếc cái là lót nó lỗi rồi. Một cái da bò hàng hiệu nè anh chị, form này là form tốt nha, màu kem. Này hình như của Kitamura đó. Size ngang là được 33, cao lên là 34 nè, dạng tót, nút hít miệng nha. Hàng hiệu của Kitamura của Nhật, bên trong là lót vải nha, độ mới rất là cao. Cái này hàng hiệu xịn của Nhật, mã là E24, 350.000. Chị nào đi làm công sở thì mình lấy cái này là phù hợp. Đựng giấy A4 đồ này kia nhìn nó sang lắm, và nó da bò nó xài nó rất là bền. Rồi. Một cái này cũng lỗi lót luôn nè. Cái này là da kỳ đà, kỳ nhâm kỳ đà, độ mới cũng rất là cao nhưng lỗi lót, form sách nha. Về cắt bỏ cái là xài ok. 24 này nhân với 16, nó cũng như cái kia vậy đó anh chị. Cái này là người ta dán đắp lên nè. Đó, hoặc là anh chị không cắt á thì mình có thể mua cái miếng vải giả để mình dán lên á thì nó rất là nhanh. Đó, bên trong nó như vậy, hàng có hiệu nha. Cái này em bán cho mình với giá là 300. Đây da độc lạ nha anh chị, da lỗi lót nha. Bình thường da bò lỗi lót thì em bán khoảng 100.000 thôi. Da độc lạ thì nó tầm này à, hoặc là những cái nào siêu phẩm thì nó cũng có khi em bán có 1 triệu mấy 2 triệu cho cái hàng lỗi lót nha. Nó tùy cái túi ha.
Nhưng mà với mức giá đó thì nếu mà nó không lỗi lót thì nó sẽ rất là siêu phẩm. Mình về mình xử lý chút xíu thôi mình sẽ ok. Nhưng mà hơi tốn công cho mình chút. Cái này da tổng hợp nè, 100 ngàn. Tổng hợp nha, chỗ này nó hơi trầy nhẹ. Tổng hợp có 2 dây. Rồi bên trong lót da tổng hợp luôn. Phông đeo chéo. Ngang là được 22, cao lên là được 14. 100 ngàn, mã E26. 100k, da tổng hợp nha anh chị. E26. Nó hơi răng răng nhẹ nhẹ nhưng mà mình xài ok. Rồi tiếp theo. Này cũng vậy. Này cũng có hơi răng răng nè, 100. Cái này đẹp nha. Này nó hơi răng nhẹ nhẹ như vậy nè. Đó, nhưng mà mình xài cũng bình thường thôi. Rồi, size ngang đáy là được 31, cao lên là 24, độ dày là được 14, khóa kéo miệng này. Đó. Còn dây luôn ha, 100k. Mã là E27, 100. E27 giá 100 ngàn. Da tổng hợp. Rồi, túi du lịch. Túi du lịch này bên ngoài rất là đẹp nha, da phối với lại vải xịn lắm. Đấy. Bên trong lót phun sơn. Rồi, về cắt bỏ cái lót này để xài giùm em nha. Cái lót phun sơn nó lỗi rồi nhưng mà bên ngoài nó xịn nha. Vải với da nó rất là xịn, form du lịch. Size ngang đáy là được 40 nè, cao lên là 26, độ dày là 20 cm. Cái này bán giá lỗi lót cho anh chị với giá là 150. E28 giá lỗi lót nha. Về cắt bỏ cái lót bên trong cái là mình đựng đồ vi vu. Cái này nó rất là xịn nha. Bên ngoài cực kỳ xịn luôn. Đấy, dáng du lịch. Trăm mấy ngàn được cái túi du lịch bự vậy. Ừ. Cái này 200, da bò không lỗi nha. Này 200 giá sale chứ không phải giá lỗi. 30 nhân với lại 22 nhân với lại 10 cm. Bên trong lót sạch đẹp. 200 ngàn. À, E29 giá 200. À em có mấy cái dây thắt lưng nè anh chị. Để em lên mấy dây thắt lưng cho anh chị nha. Thắt lưng thì nó là hàng si chứ không có hàng mới nha. Hàng còn bọc nhưng mà nó có mình lấy mình xài một thời gian rồi mình lấy cái gì đó cái đầu để mình thay ha. Một dây này da đà điểu của Dunhill. Dunhill nha, mà dây đà điểu luôn nhưng mà nó cũ nha. Có đồ cũ như hình anh chị ha. Cái này mình về mình đánh sơ lại. Cái mặt nó nhỏ thôi. Cái dây này xem thấy nữ xài được vậy ta. Này. Dây này của nữ nha anh chị. Dây này chị nào size M, L xài được. Dây này nữ nha, nam xài nó ngắn nha anh chị. Dây này ngắn thôi, của nữ. Của Dunhill nè. À, cái dây phía bên dưới này là dây da đà điểu. Chưa nét được. Đây. Cái dây của nó hiện tại nó là da đà điểu nha. Người ta cũng có xài rồi. Độ mới không cao. Dây này là dây nguyên bản của nó luôn nha. Made in England. 40 gạch 100 nhưng mà cái này nữ xài nha, nam xài nó nhỏ, nó ngắn, nó không có dài xài được ha. Nữ chị nào mặc đồ size ML mình nịt cho quần tây rất là đẹp ha, hoặc là các anh mình thích cái mặt này thì mình mua về mình thay cái dây để mình lấy cái mặt Dunhill này cũng ok. Rồi cái dây thì nó có độ cũ, độ sờn nhưng không có lỗi, không có hư, mình vẫn xài liền được nha. Tổng thể độ mới của nguyên cái mặt với cái sợi dây á, thì nó khoảng cỡ 80%. Cái mặt á, thì cái bề ngang của cái mặt kích thước nè được 4 nè nhân với lại 3, còn cái sợi dây bản của nó là được 2.8 cho đến 3 cm ha. Rồi dây dài 100. Cái này em bán cho mình với giá là 650, dây của Dunhill nha. Mã là E30, giá là 650. E30 dây Dunhill 650 nha. Dunhill mà 650 thì mình phải biết là nó cũ anh chị ha, chứ nó mới thì không có giá này đâu. Rồi tiếp tục em có một cái sợi này của Nam nè. Sợi này da bò. Hàng ghi chữ hiệu là Bolo Mesdo. Ừ, cái này lỗi hư dây rồi. Mình mua mình lấy cái mặt giùm em đổi cái dây khác nha. Trên mặt người ta có cái logo Bolo nè và có chữ Bolo đây. Đấy, cái mặt này là cái mặt đẩy anh chị chứ không phải là mặt gài. Mình về mình đi ra tiệm người ta thay dây rất là tiện ha. Cái dây này hiện tại cái mặt bên ngoài thì nó cũng hơi trầy trầy nhẹ nhẹ, mặt bên trong á thì nó có bị như vậy. Mình xài đỡ lần hai lần cũng ok nhưng mà thường em thấy các anh về là mình đồn là mình đổi hết à. Đó nó như vậy nha, bên trong đây ghi có chứng nhận là da thật nha. Rồi bolo nè, đó nó có bị răng mặt sau nha anh chị. Này mình xài được một hai lần thôi rồi mình cũng phải thay à. À, dây này dạng đẩy cho nên là cỡ size nào mình cũng vừa được hết. Tổng cái chiều dài em coi như là em bán cái mặt thôi ha. Rồi size của nó sẽ được tới đây luôn nè. Thôi đo từ đây tới đây đi. 5.5 nè.
nhân với lại 3.6 3.7 đó. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 400.000. Mã của nó sẽ là E31 giá 400. Lưu ý cái dây thì mình xài được một hai lần thôi, nó có lỗi nha, có lỗi dây rồi. Rồi mã E31. Còn sợi này cái dây cái mặt của thương hiệu là Rick Mod. Dây còn đẹp nha anh chị, cái này còn độ mới cao nè. Đấy, cái này là dạng gài. Là tới đâu gài tới đó nha. Dây này độ mới cao nè anh chị. Mặt cũng mới mà cái dây cũng mới nè. Rồi. Không có ghi mắc in nước nào nha, có ghi chữ Rick Mod chỗ này. Dây này cái bản của nó cũng như bản quần tây thôi, 2.7 thôi. Rồi, còn cái mặt là đồ mi hai màu ha. Cái chiều dài của cái sợi dây á, thì đo từ đây nha, không có bao gồm mặt nha, thì nó sẽ là 113. Ủa 103 anh chị ơi, 103. Nữ em thì cái dây này là dây nam nha. Dây này nam xài. Nam anh nào ốm ốm á, nữ thì mình cỡ chị nào cỡ mặt size L hay là XL gì đó thì mình xài được, còn nam thì các anh mình ốm thôi, vòng bụng mình ốm thì em đo cái kích thước rồi đó. Nó nhỏ thôi ha. Thì mình mới vừa cái dây này. Rồi dây này em bán cho mình với giá là 550 nha. Này thì không có gì để chê hết, nó không có bị cũ. 550 cho cái dây này. Mã là E32 giá 550. E32 giá 550. Khách dặn em rất là nhiều dây nịt mà dạng hàng hiệu mà có bóc rồi đó để mình tặng rồi đó. Nhưng mà không có về kịp anh chị ơi. Em cũng có săn được một ít rồi nhưng không về kịp Tết đâu. Qua Tết thì em sẽ thêm cái khâu dây nịt cho anh chị ha. À, khách dặn nhiều lắm nhưng mà năm nay thì em làm không kịp. Em có một cái dây của Hunting Work nè. Hunting Work này của Nam. Nhưng mà cái dây này nó ở cái mặt này nó có độ xuống màu như hình nha. Mình về mình xi lại chị, ok. Xi vàng lại ha. Đấy, Hunting Work hàng hiệu của Ý nè, Made in Italy chỗ này luôn. Cái dây hiện tại là dây da bò. Dây này dây là dây da bò thật nha. Người ta có xài rồi nè, có đồ cũ nè. Dây này ngắn thôi. Dây này kiểu người ta thay vô á, chứ không phải là dây zin của cái dây nịt này đâu. Dây này dành cho các anh nào cũng ốm ốm đó. Cũng khoảng tầm trăm mấy đó anh chị. Trăm trăm. Dây này anh nào ốm mới được, hoặc là giờ mình thay cái dây khác và mình xi lại cái mặt này nha. Cái mặt này giá trị lắm nè. Mặt này của Ý luôn, Made in Italy, hàng của Hunting Work. Rồi, cái này em bán cái mặt cho mình 350 luôn. 350, mã của nó sẽ là E33 giá 350 ha. E33 giá 350. Rồi có cái này. Dây này thì nó còn bọc như vậy nè, hàng có hiệu nha. Bioron gì đó. Bioroger. Cái dây á, thì nó có hơi kiểu lão quá chút xíu nhưng mà mình vẫn còn xài được nha anh chị. Thấy có nét nét lão quá chút xíu nè. Nhưng mà cảm giác thì chắc còn xài được á. Rồi. Mặt sau nó đây. Tức là mặt trước này da bò, mặt sau này người ta làm một cái lớp da tổng hợp nha. Rồi dây này kiểu hàng thời trang anh chị ơi. Rồi cái này bán cho mình với giá 400. Dây nam ha, 400 ngàn, mã là E34. Hết. E34. Hôm nay thì nó về kiểu như mấy cái vậy thôi chứ nó không có hàng mới nguyên siêu phẩm mà. Rồi, tiếp tục túi nha. Đây, cực lết này của Renoma nè. Sale nhanh cho anh chị luôn. Đang sale với giá chỉ có 500 thôi. Sale nhanh hôm nay 400 ngàn. Hết hàng ha. 400. Ngang là được 24 nhân với lại 16. Renoma bản da bò nha anh chị. Rất là xịn, hàng của Pháp luôn. 400 ngàn cho cái túi Renoma này. Mã E35. Giá 400. E35 dùm em. 400 ngàn cho cái túi này. E35. 400. Tiếp tục. Renoma thì em có cái này nhưng mà cái này nó lỗi lót nè anh chị. Cái này này lỗi lót, bán giá lỗi lót nha, nó cũng là Renoma luôn đó, mình lấy phụ kiện lấy da hay là mình về mình xử lý cái lót giùm em là ok. Nữ nha. Nè. À, nó có miếng tét da đồ này kia này, dây đồ còn ổn lắm nhưng mà cái lót bên trong á thì nó bị như vậy nè. Hiện tại mình vẫn xài được đó anh chị. Kiểu như là mình nhìn thấy cái vết nó nè. Thấy cái vết nó kiểu nó khô á. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn còn để đồ được, nó không có dính đâu ha, chưa có dính đâu nhưng mà nó khô nhìn thấy đó đó, nó nứt nứt như vậy đó anh chị.
Rồi, đó là lâu thôi, do để lâu. Mấy túi này là mấy chục tuổi rồi. 30 nè, nhân với lại 24 nha anh chị ơi. 30 nhân 24 có dây đeo dây sách. Cái này em bán giá lỗi lót cho mình với giá là 180. Mã là E36. Này về vẫn xài được liền ha, nhưng mà vẫn bán giá lỗi lót. E36 180. Rồi, tiếp tục. Em bán cho mình combo hai này đi. Combo nào, một cái này với một cái này, hai cái này có đồ cũ nha nhưng không có rách lỗi nha, một cái của Russet với một cái của Longchamp. Cái Longchamp này nó cũ rất là nhiều. Đây mình lấy phụ kiện giùm em là ok nha. Combo hai cái này 100, mã là E40, 100k cho combo hai cái, lấy phụ kiện anh chị ha. Hàng cũ thôi, nó không có lỗi nhưng mà bán như giá lỗi vậy đó. Cho mình lấy phụ kiện hay mình về mình đựng đồ linh tinh. Rồi combo tiếp nè, một cái túi dưa, túi này da tổng hợp nè, với túi này một túi da tổng hợp cũ nè, một cái túi này da bò cũ nè, có đồ cũ nha. Combo hai cái này, hai cái này em bán cho mình với giá 180, 180.000. E37 180, combo hai cái E37 180 cho cái combo này. Rồi hai cái túi vải nè, một cái túi vải này các cô mình xài đẹp nè, túi này đẹp nha. Túi vải đồ mới cao lắm, size ngang của nó sẽ được có là 27 nhân với lại 19 góc khách nè. Rồi với một cái túi này là vải dạng vải xốp mềm foam birkin này, vải xốp mềm nè, đó hàng Italy ha. Combo hai cái này coi như là mua cái xanh tặng cái đỏ nha anh chị. Cái này em bán cho mình với giá là 200.000 cho combo này, 200. E38 coi như mua cái xanh tặng cái đỏ đó, bán vừa tặng luôn nha. Đấy, 200.000 combo này. Tiếp tục hai này, bia kẹt đinh nè, da bò. Cái này da bò tăng chỉnh nha, bia kẹt đinh. Bên trong á cái lót của nó sẽ là lót lỗi lót dính rồi nha, lỗi lót rồi. Rồi dưới một cái túi này, cái này thì nó chưa có lỗi nhưng mà mình thấy nó bị khô á, nó chưa có dính đồ đâu nhưng mà nó khô từ từ nó cũng dính à. À, coi như em bán combo này ha, combo hai cái này da bò hết rất là đẹp lỗi lót nha. Rồi combo này chốt cho em mã là E39, combo lỗi lót này em bán 200 luôn, hai cái E39 200.000 da bò nha anh chị. E39 200 cho combo này. Rồi tiếp tục, cái túi này là của Dakota nè, Dakota. Để em coi có cái túi nào em bán combo luôn đi cho nhanh nè. Rồi Dakota này nó đi chung với cái túi vải này đi, hai cái đều bằng vải luôn. Đấy, Dakota hàng hiệu của Nhật nha, lót vải với một cái túi này bằng vải phối da tổng hợp. Size ngang của nó là 22 nhân với lại 14. Dakota này là 36 nhân với lại 16. Combo này 300. Chốt giùm em mã là E40 300.000. E40 giá 300. Bình thường cái Dakota này không là 380 anh chị. Giờ hai cái 300. Còn mấy cái là em gom combo bán cho nhanh hết hàng anh chị. Rồi xong là bắt đầu đi đơn. Rồi combo clutch nữa nè. Combo hai cái nè, một cái Valentino với một cái, hai cái đều Valentino hết luôn. Một cái thì dòng Made in Italy, một cái này thì không có ha, không có Made in Italy. Bên trong này là lót vải nha, có đồ cũ nè. Cái này cũng vậy, cũng có đồ cũ luôn. Rồi combo hai cái này em bán cho mình với giá 300.000. Combo hai cái 300. Mã của nó sẽ là E41 300.000, mã E41 300. Combo hai cái nha. Rồi hai cái túi này để xem có cái nào em xét combo được không. Ba cái này một 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 đầu tuổi nè, một kiểu dáng nè. Đấy, một cái này là bằng vải nha,
Vải foam cớp dành cho các cô nè. Vải này foam cớp. Đấy. Bên trong thì lót sạch đẹp nha anh chị, vải foam cớp lót sạch đẹp nha. Rồi, một cái. Cái này là da tổng hợp foam cớp. Lót vải sạch đẹp luôn. Đấy, hai cái, một cái này là bằng vải foam hộp. Rất là mới đẹp luôn. Rồi, ba cái này á, thì nếu mà anh chị mua lẻ thì giá nó là 200 ngàn một cái nha. 200 ngàn một cái. À, thôi bán lẻ đi cho dễ. E. Mấy rồi? E42 nè, 200. E42 là cho cái bông này nè. Cái bông này E42 nha. Anh chị mua cả 3 combo 3 cái á, thì mình ghi là combo 3 túi vải thì bán cho mình 500 ngàn. Còn mình mua mỗi cái thì 200 ngàn nha. E42 nè, E43. Rồi, và cái này là E44. 200 ngàn cái. Rồi, hết anh chị ơi. Hết trơn túi luôn. Đó, là xong. Xong video này thì em không có còn video trong tuần này nữa. Sang ngày mai thì thứ hai á, em sẽ chốt đơn, đi đơn nhanh trong buổi sáng, và chiều tối thì em sẽ khui tiếp những cái đợt hàng mới về cho tuần sau anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.